Ừ. Sau khi bóc tay mà mở ra. Xem bên trong có gì. Dây chuột. Không, đây là con chuột. Khó mở quá. À, bên này là miếng bát. À, đây là miếng bát Dota 2. Bát Dota 2. Rất đẹp. Nhỏ và dài các bạn. Nó là bám bàn. Đây đấy. Đây. Tiếp theo là con chuột. À, về con chuột thì mình nghĩ là nó xay rồi mở lên được không? Con chuột. Con chuột của nó mới tình. Cảm giác bấm rất là thích. Cảm giác có hai nút rất là nhẹ. Cái gì cảm giác? Cái này có chữ design by gamer. À, bây giờ mình sẽ tìm code. Còn cái code nữa. Phòng quan trọng không kém là code. Ở code đâu nhỉ? Xong nó code. À, mình không thấy code ở đâu hết. Nó nằm trong này. Ở đây. Code đây. Ha. Một quyển sách hướng dẫn và kèm theo code của nó. Đó. À, đây là sách hướng dẫn. À, còn đây là code. Ui. À. Phải cào các bạn ạ. Phải cào. Ok. Nhưng mình không cào đâu. Nhường xuống anh. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Bóc tem con mouse City City Canal Limit Edition Dota 2 đến đây là hết. À, ở trên này còn có thương hiệu của 4 đội team. 4 team doanh nghiệp hàng đầu là SK Gaming, Fanatic Team, EV Genius, and Navi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.